nhà nha. À, anh em sắp tới cầu Dầm Cống rồi. Bây giờ mới vừa ra cái mương luôn á cả nhà, cái mương cái sông chứ. Sông nó chạy dài trong lớp giò. Bây giờ sau lưng lúa là cầu Dầm Cống. Thì bây giờ anh em sẽ tiến thẳng xuống dưới Sóc Trăng luôn. Thì bây giờ anh em sẽ lấy lương thực. Cái gì kêu là cái gì ta? Tìm lương thực để chuẩn bị cho chuyến đi lần này. Anh em sẽ giăng lưới ở đó. Tìm mớ cá mình ăn cơm để mình đi dài lấy lương thực dài dưới luôn cả nhà. Dự trữ. Hôm trước á mình giăng lưới vô đó cá cũng dính nhiều lắm. Bữa nay mình kiếm mớ cá ngon mình giọng mình đem theo nha. Rồi Dầm Cống bên kia đó cả nhà. Bên đây đó là Đồng Tháp. Qua bên kia là An Giang rồi. Ghe tàu á bữa nay á chạy nhiều lắm. Không biết ngày lễ ngày hậu gì không biết nữa. Chạy khích ghe luôn á cả nhà. Đó, mình tới cái chỗ dưới góc cầu rồi cả nhà. Mình đậu ghe đó, rồi mình đi giăng lưới kiếm mớ cá. Tại vì ở đó nó có bóng cầu á, mình ở dưới góc cầu nó mát. Cầu này dài lắm á cả nhà. Đó, chỗ này mát nè cả nhà. Hình như nước cũng sắp lớn, đứng rồi đó mấy ông ơi. Đứng lớn luôn mấy ông ơi. Đó, ngủ ra được không trong? Lên câu khư luôn. Không? Được bệnh trong hả? Cái đó, có nói gì trong kia không? Không, bên đây trong lỗng à. Không, gịch lên à. Không được. Sang. Còn bự ngoài. Gịch cái lên à. Thôi. Đây, trên đây có cái lỗng còn cá lại. Không? Lên sẽ được lên. Đưa hai cái tay nó cầm lên nè. Khoan nghe, chắc được nghe, lúa nghe. 1 2 3. Trời ơi trời. Ở trời chỗ này. Đã gì? Hồ cá gì chú? Không. Dạ. Con chú nó ra trong đây không có cá. Im trời. Chỗ này đã lắm cả nhà ơi. Lấy lưới mình vô đây dặn kiếm cá he cái gì dính được người ta. Ừ. Mưa mình cũng không sợ tạt luôn nữa. Giờ mình đi giăng lưới kiếm ăn đi quay. Đây, lại con lấy cái phao để đây nè lại. Nó kẹt cái nó cấn cái xô mình kìa. Ôi ôi. Chiếc này là cho mình thiếu ớt nữa nha. Cấn văng cái bè không nghe, để nằm ở dưới đó nước mấy nước đi. Nằm nước đi. Nó chịu cái bè kia rồi lại. Gì đâu rồi, mình đi văng lưới cả nhà ơi. Ừ. Ok, bạn làm gì bạn? Hôm nay gì về đó hả? Sao đây cả nhà ơi. Lưới mới nè. Dương vốn tay lưới của đàn mình nè. Lưới mới nha.
chát ha. Lưới này nó cục hơn lưới kia đại dạo nữa ha. Lưới kia tới 1m2, lưới này có 8 tấc à. Bởi vì mình thăm nó dễ hơn, văng cũng dễ hơn nữa. Đó, một mé đầu tiên. Cái gì anh? Khoan lạc sao ơi. Dài lắm. Canh dây vừa cái dài vừa hổm được rồi. Cái mà mập không ơi. Lưới mới này văng thấy ham. Mình cũng làm cũng mấy lần ở đây ha. Ừ, hai lần, ba lần rồi. Ê, ba thước cục nha. Chị dài đi. Nói khó lắm á. Nó 4 thước rồi này. Gỡ cái lưới của mình chồng lên mà. Gỡ lên đang thì hết hồn hết chứa chưa? Đó, cái gì á? Cốc. Cái cốc em ơi. Kêu cốc đó. Vô đếm. Vô đếm. Cái này ngon lắm. Vô đếm nó có cái đếm này nè cả nhà. Cái này cá bự á, ăn ngon lắm. Béo. Vô. Ê, chim. Chim trắng. Rồi cái răng nó ghê vậy.
ngon rồi sang. Ha, vừa thả ha. Đúng rồi, nó về chạy về nhà thả về hơn nè. Mấy chục ký thả vậy. Giờ cái này dính cá nhiều. Đấy, nó dọn 2 ký đi. Bự từ từ lên ha. Không dám thập được cái tay đâu, cái văn đó rồi. Đầu thì chứ nó quấn gì thế kia trời. Hèn chi ông cậu qua ông nói dính mấy con cá này ông sợ lắm. Ông dách lứ. Con tay này cục quá. Cái gì vậy? Lưỡi trâu. Được cái lá ngoài vậy. Cái trâu này bự nè, khủng nè. Đi thôi. Đâu? Đủ kho rồi. Đủ kho lạc à? Đâu? Rồi tại này em ru rồi. Chưa gì? Trời. Dương Minh, Dương Minh. Trời ơi, nhỏ không? Dạng sợ ha. Sao hả? Cũng vậy mà cái dây nó dài hả? Ê, vô, vô.
ba bốn con ha, chịu nó ăn chua. Biển bự vậy? Ừ. Con nữa kìa. Cái khánh. Cái đồ biển kia là bự lắm nè. Đồ biển nha nhà. Yo. Hello miền Tây. Sáng mai có. Vừa ha. Vừa hai tay lắm, vừa bốn tay. Trời, nó luôn cá bự. Tới một chuyện rồi chứ. Đậu mà xanh đi xem. Đậu mà xanh kìa. Đó. Gì? Đâu? Từ từ. Trời ơi. Con tôm có trứng kìa ơi. Tôm có trứng. Cái mẹo hả? Mình tái chanh nó luôn đi. Hai cái vỗ này mà đựng bốn tay lưới là vừa lắm luôn á mấy ông ơi. Vừa hính luôn. Nó gọn luôn ha. Đâu được mớ cá đâu. Đây. Dư gan rồi lời ơi. Dư rồi. Còn một tay nữa. Mình mới có ba tay rồi cả nhà. Rồi sống dữ rồi. Không không ha. Này cái là. Này cho tròn lũi ha. Con tôm. Cung cấp lương thực để anh em lấy năng lượng. Không mưa rồi, hút mưa rồi. Bơi đó tài. Đâu anh em? Dây. Đừng bơi nữa.
Ít. Sống vậy. Chưa ăn rồi. Ui. Chưa ăn rồi. Chưa rồi. Chưa canh chua rồi. Cốc được kìa. Cây ba chả ra cá gì mà cây mà cây thì như cây nãy vậy. Cả nhà sắp sắp rồi. Đi. Nước ở này trong xanh luôn trời. Trong như biển ha. Ờ. Còn biển chút. Không bằng nước biển ha. Đây nha. Biển á, khu vực của mình trong của mình á là biển phù sa, nước đục ngầu à. Chứ không phải như ở ngoài tuốt ở ngoài xa biển. Chưa được cá mà chỗ nào có cá mới cá ngon lắm, cả nhà bằng sông rồi. Để có kho không nè? Kho là nó con chua chua kho hay gì kho này món một con nói đi kho ha tỷ quân tỷ quân nó con chua cả nhà ớt bao đâm. Cá muốn này là anh em mua theo chứ không có thấy xong cái nhà cái nhà cái này làm như do muốn nó mất tiêu hết trơn rồi. Hồi mình câu mình kiếm mớ cá đi ha. Okay. Không biết thì sao đây. Gì vậy? Gì vậy? Đây tụi này có mấy bụi rau mát. Đấy. Cái giò mình kho khứa cho mình kho đi chứ. Cái giò mình kho nguyên con hả khứa? Khứa ra mình kho đi. Cái giò kho nè, có đồ biển kho nè. Cái lưu châu kho nè. Tam nữa. Gì nữa? Có cái chim bự kho đúng không hả? Trời gì đi cậu quên. Ừ, vậy đi ha. Miếng nữa đi quên. Vậy đi quên. Nhiều lắm á nghe, kho nhiều lắm. Thôi vậy thôi, ít thôi. Rồi. À, nước trong sơn luôn á. Đâu có đâu dính con cá xác nào hả? Không, ở đây chưa có cái xác nhiều đâu. Tàu kiến nhộn. Tàu kiến ở đây là thất thu rồi, Sang ơi. Anh em bứng bụi xả theo để xuồng. Rồi mày dao bén lại. Mày dao bén không? Mình ăn hết rồi, mình dài nha. Rồi, nó đốc lít ta. Rồi cái vô vô xong. Sôi nè. Chữ lắm nó cay rồi. Anh thằng ăn ớt mà. Nó đẹp không?
như này anh em sống đủ rồi hả? Chim đỏ nè, đỏ đỏ nè, đếm coi mấy con lại, hai con, cá rô biển bự ngon ha. À, cá rô lâu lắm rồi không gặp cá rô biển đó. Con tôm này là con tôm hết lóc rồi, có nhiều đó, tôm trứng lóc có nhiều mà, tôm trứng mở màn dính tôm là hên nha. Đưa đi. Ê, bắt biết gao ở đây kho luôn đi. Ừ, cho nó, ừ, ừ. Nước ở đây gì mà thoải mái. Dao kìa. Sao nó cũng vô nồi nha. Năm nay thấy ngớt nhiều hơn năm rồi nha sao. Ok. Chắc làm mấy đây? Nói nhỏ thôi. Thôi làm năm đi. Bữa giờ. Ừ. Nay làm hai cái nữa rồi. Ngã béo rồi giờ. Bỏ bỏ nhiều lắm rồi đó. Chú biển không? Chắc không? Chắc còn 2 luôn đi, à, dễ thôi. Cá đồ biển thì là hiếm lắm á, giỡn. Ở châu khách chắc luôn. Năm 2 hả? Ừ. 5 người phải không? Chắc 5 khóc. 5 khóc bên căng. Cắt cây đủ quá nha. Thiệt luôn á hả? Ừ. Cắt cây xương không á. Giờ cái đầu làm sao? Thái đi, thái thịt đi Lê Sang ơi. Trời đó, đủ đó. Đúng bài ha. Rồi, dứa, dẹp quá. Tớp là nhìn ngon đó chỗ. Đó. Màu hấp dẫn đó cả nhà. Hai miếng rau chua nha. Ok. Ừ, mày có đem cho con chua theo nữa đó. Chiều rồi, ăn cơm chiều luôn rồi cả nhà ơi. Con chua này cá này nấu mau ghê ha. Chưa chân. Thôi bỏ rau luôn xong ơi. Bỏ vô luôn. Đâu có muốn rồi. Chưa. Chưa vô luôn. Cũng chín rồi. Cá cũng chín rồi đó. Cá này nhét lửa mà. Vô. Lúc đầu ngày chiều nó vui quá ta. Ta lại ta ngắm xong đây mát nè. Chắc chắn hồi nó xẹp xuống. Rau muống này là rau muống tàu. Quê lúa kêu rau muống tàu. Cho cái nước ra kia rồi hết hồn. Giang chú mình có chậm một cái chậu ngoài sao chưa? Để mình ăn nó héo. Chú yếu cắm ra cho nó sống. Có đem vào gai theo luôn á. Mới cầm nãy ăn được rồi. Mau quá ha. Chiều đây mát, rưỡi rồi cả nhà. Cầm luôn đi. Hả? Anh nói anh nổ nguyên bộ bự luôn á, còn chia thử ra đâu được không? Ôi, xong rồi, xong rồi, xong rồi. Cái đồ biển này dữ lắm ngon.
mắm mình đã dành kho cũng ngon ghê luôn á. Thơm phức. Rồi. Thấm cái nữa cái mình đảo cái nữa là xong. Mau ha. Chín rồi đó. Thật lửa lên xong rồi. Chua. Canh chua, rau canh chua này phải có mới được, cả nhà không có cái nồi canh chua mình không có ngon lành gì hết á. Nãy chứ sao rồi? Cắt sắt rau nãy gì đó hả? Kinh nghiệm mà. Ê, mình có tiêu kìa, đấm tiêu. Rồi, để ăn luôn đi. Có một tiêu dưới đó. Xong. Có một tiêu dưới chỗ bịch. Mua tiêu nhiều lắm á, ký gửi á. Tới ăn thịt. Dạ, thịt không à. Đây tới ăn ăn cá xong cho mà coi. Để đầu trước đi ăn cá ngán luôn cả nhà ơi. Cái gì? Không biết. Thịt nó thơm hơn. Em chuẩn bị ăn cơm thôi. Chưa miếng nước luôn mà mình chấm. Mình đem theo bắp chuối nè cả nhà. Rồi lấy trái mình chấm. Gì vậy? Tiêu. Cừ có viên cừ hoài à. Không 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 để ớt hay sao? Rồi cơm thôi. Ơi bữa nay ấy này im nè, cơm này im nè. Chứ này im rồi nè. Cơm bữa nay nó không sống rồi. Bữa nay bao sực. Bao sực cơ. Bữa không cái nồi kia nhỏ quá, anh em nấu nó bị ấy cả nhà ơi. Bị sống. Rồi xong ơi, chừa miếng nước mình chấm đi. Vừa luôn kìa. Tụi này ăn cá chim hả? Đỏ lưới dính tôm luôn trời. Dữ thiệt. Hay. Trời, hết đi múc nữa. Rồi xong 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 xong. Đó, bữa cơm trên xong. Đơn giản hết cả nhà. Mà ngon lắm đó nha. Hết hết có thể luôn rồi. Mời cả nhà ăn cơm nha. Mời cả nhà ăn cơm luôn nha. Mời cả nhà dùng cơm. Mời cả nhà dùng cơm. Dùng cơm cả nhà ơi. Cái nào còn chua qua đây cũng dễ. Chim này có chỗ trắng chỗ đen. Ok. Nào lớn quá ha. Có chơi giờ sao rồi nè? Chơi á. Chơi còn.
chơi chứ không có tiêu nữa. Thì á? Là mưa quá. Phải mưa không ngập đi vậy? Cái mưa không đi vậy. Cái chuyện này. Không có mưa nữa là cá bự. Phải mưa không ngập đi rồi quên. Chờ đi. Mấy cái mưa đầu mùa không á? Chơi hay lắm. Đi qua hầm không đào. Qua đầu mình tác hầm đào. Có chơi là của mình á. Im à? Không. Chơi chúng ta cỏ. Ngoài chỗ đó đúng. Hắn đi ra ngoài á. Ấy mấy ông kia em thịt đâu mấy ký. Lập nó đi. Nó chơi đâu lóc đâu. Ở gạo này ở giữa ta nãy 4 cái rưỡi thôi. Ừ. Gạo này nãy 5-4 à. Anh em lúa quen rồi cả nhà ơi, ăn ba cơm nở vậy nè. Chứ thường cơm giống như cơm nếp ăn không được. Ăn nào ngán. Sài Gòn mà chia ra ăn cũng dẻo nha. Ít ai chịu ăn 4 như mình lắm. Sài Gòn mà cái hai nấu cái đầu cơm nó nhỏ chừng nhai luôn người cơm. Nấu cơm ít rồi. Ăn đồ ăn nhiều không? Thấy mọi người ở Sài Gòn ăn có một chén à? Nấu ta đậu chừng có một chén rồi. Thì đồ ăn là nhiều quá. Mình vừa ăn cũng chén một chén. Đâu ăn được hai chén đâu. Chén gạo hả? Cơm nhiều quá. Ăn nhiều luôn. Ăn có một chén à? Mới nhiều lần mình ăn cũng chén mà chén gạo á. Cái gạo anh cũng như cơm à. Đó chén gạo ông lon không chén ba chén này là ông lon á. Lết gì? Lết chứ lộn. Lết chứ lộn. Ủa ba cấp sơn cứng cứng ta có chút ngay gì nó sụt nó hậu. Đá ba sẽ. Nó đảo quá không? Để chứ bột. Nhan hết hậu kìa. Nó có cục sạn. Rắn rầu quá nữa. Cái nào mình hay đi. Nấu người muốn nước gạo gạo. Không còn hết hả? Thế nào nghe thấy. Thế nào cũng dư rồi. Không, hai thắng là biết liền rồi. Trước khi nấu là biết rồi. Đang ăn mạnh lắm cả nhà ơi. Nhiều người một lít gà hết trơn á. Lít gà hết trơn á. Lít gà một lít gà hết á. Đó nè. Cho nên là bữa nào không nhậu rồi. Bữa nào không nhậu rồi ăn cháo. Lít gạo nấu cháo ra mệt. Ăn người khác đến chiều. Lít gạo nấu cháo nhiều lắm mà trời. Người đó ra. Người cái đám cưới ăn chưa hết. Đang nấu ra rồi dòm luôn á. Thường mấy em ăn có cơm chén không? Chén yếu không? Không hết đi. Nước ở đây tắm rửa cũng thoải mái à. Rau rác mình thấy rồi kiếm một gì cũng có lắm. Mình phục vào một kia một cái lục bình cũng có ăn đó nha. Chứ gọi mình bị rồi. Thèm mà muốn mà hơn gì. Cái là lạ là đâu có. Mình không có lục bình luôn nữa. Thằng chăn có chỗ giao nhau á, cái đục bệnh nó mẹo nhẹo trên trời. Tình làm như nước mặn quá, đục bệnh nó không sao nổi nha. Thấy mới đục bệnh chứ không muốn mình bỏ vô thằng đá. Bởi bọc quá. Kiếm cái cỏ mé cỏ đó. Cái lúc nào mà
sắp hết á, giữ chữ này ừ. Vô quần nè. Nói chứ nãy giờ quên chuối mình quét ngon đấy. Em ăn cơm xong rồi tối nay chắc ngủ ở đây đó nha. Thì mình câu đêm thử ở cái chân cầu rồi câu cầu gì em cống thử có không? Có cá không cả nhà? Giờ hẹn ở nhà clip sau nha. Chúc cả nhà có buổi chiều vui vẻ. À, nhớ theo dõi những clip tiếp theo anh em lúa sẽ làm gì nha cả nhà. Thôi bye bye cả nhà. Hẹn cả nhà clip sau. Bye bye cả nhà.